Dân mạng cười ngất với màn diễn văn nghệ mừng 20 tháng 10 của các quý ông. Cư dân mạng đang thích thú chia sẻ đoạn video hài hước ghi nhận cảnh các quý ông tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày lễ 20 tháng 10. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 đang là một trong những chủ đề được quan tâm nhất mấy ngày gần đây. Bên cạnh việc chuẩn bị quà cáp, nhiều quý ông còn tốn kha khá tâm tư để tổ chức buổi lễ kỷ niệm vui vẻ, độc đáo nhằm mua lấy tiếng cười cho các chị em. Mạng xã hội đang chia sẻ những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hài hước và dễ thương trong nhóm 6 quý ông đang miệt mài tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày lễ 20 tháng 10 sắp tới. Trong đoạn clip, các nam vũ công này diện váy phòng màu trắng dắt tay nhau cùng trình diễn tiết mục múa ba lê Hồ Thiên Nga nổi tiếng. Ngoài bộ váy đặc trưng cho tác phẩm này, họ còn đi tất trắng và đeo nơ rước điệu. Trong lúc nắm tay nhau tập luyện các vũ điệu, họ không kìm được nụ cười ngoác miệng. Phía trước là đạo diễn nghệ thuật nhiệt tình hướng dẫn các động tác và các phó nhảy đùa nhau quay phim và chụp hình. Đoạn clip vui nhộn này khiến các chị em không nhịn được cười, nhất là khi các vũ công thể hiện những động tác vụng về, điệu bộ thô và cứng quèo. Phần đông khán giả nữ khen ngợi tinh thần cái tâm của các anh đối với các nữ đồng nghiệp thể hiện qua buổi tập luyện. Một đoạn video khác không có vẻ hoạt kê như đoạn clip trên, nhưng cũng khiến chị em bật cười vì vẻ mặt căng thẳng, thái độ hết sức nghiêm túc của các quý ông khi tập văn nghệ mừng 20 tháng 10. Có hơn chục người đàn ông miệt mài tập luyện, có lẽ vì biết mình vụng về nên ai nấy đều hết sức chăm chú chỉ làm sợ sai. Bông hoa mà các chàng cầm trên tay đưa lên đưa xuống theo điệu nhạc khiến cho dáng vẻ của họ thêm buồn cười và đáng yêu. Hai đoạn clip này đang rất hot trên mạng xã hội, được chia sẻ nhiệt tình, nhiều cư dân mạng thả tim và có biểu tượng ha ha, đồng thời cũng khen ngợi các quý ông hết sức can đảm khi diễn váy, tập múa để mua vui cho phái đẹp. Xem các anh tập múa mà không nhịn được cười, sao mà lại đáng yêu thế chứ? Mình xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần mà không thể dừng cười được, hài thật sự. Các anh chồng vào đây mà học tập này, các anh xứng đáng 10 điểm không có nhưng. Chẳng cần quà gì to tát, chỉ cần tấm lòng chân thành của các quý ông thế này là được rồi, là các bình luận của các chị em.